Hello, xin chào các bác anh chị em. Tiếp tục động cơ nhỏ hôm nay thì máy tiêu hảo quay giới thiệu đến các bác chị em động cơ 750 nha. Động cơ này có đề quá chị em. Động cơ này mình cũng về chung với mấy con E10 á. Nhưng mà do nơi mấy ngày nay thời gian lu bu quá đó, mình không có quay lên cho bác chị em xem nha. Thì cô bác chị em có mua máy dầu á, thì cô bác chị em vào giờ mới kênh máy dầu miền Tây nha. Máy dầu miền Tây đó là kênh của cũng là kênh của con mình nha, vợ và con của mình nha. Thì bên đó dạ mình bán máy dầu á, cũng cô bác chị em nào đó có cần mua máy dầu thì nhớ bấm vào kênh của máy dầu miền Tây ủng hộ giùm nha. Thì cho nên cái kênh của mình bán máy xe nhiều đó, kênh cô bác anh chị em cũng ít có quan tâm đến máy dầu. Này mình quay cho anh em nào mà có anh em cô anh em bạn bè nào mà gần gũi có mua máy dầu đó thì giới thiệu mua giùm nha. Còn kênh máy dầu miền Tây là cũng là chung một gia đình mình nha, nhưng mà bên đó vợ mình bán máy dầu, con mình vợ con mình bán nha. Còn bên đây mình bán ba máy bốn máy thì cô bác anh em ủng hộ thêm về mấy kênh của bên mình nha, máy dầu miền Tây nha. Đây mình quay cho cô bác anh chị em tham khảo, có nhu cầu mua thì mua ủng hộ mình nha. Con này cũng tương đối ok, cô bác anh chị em có sử dụng thì mua ủng hộ giùm. Còn kênh bên máy dầu miền Tây là của vợ con mình thì bán chuyên máy dầu không nha. Thì cô bác anh em có thời gian rảnh thì bấm đầu xem và đăng ký ủng hộ giúp cho bà xã mình nha. Con này nó có cái nút đề mà chị em, này cũng tiện lợi ha, của anh chị em khỏi chế ổ khóa gì ha, cũng gọn ha, cũng gọn. Tì nhỏ thì thầm đó chứ ha, rất là quá ok.
lúc này cũng thuận tiện ha, nên cô bác khi lớn tuổi không cần quay, phụ nữ xài cũng được ha. Bấm vô cái đề. Đây. Video này đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin chúc cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc. Và nhớ ủng hộ thêm kênh Máy Dầu Miền Tây của gia đình mình nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.